Dạ em cảm ơn, em rất là cảm ơn các anh chị xã hội công an trong một vài nước, rất là cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em giữ suốt thời gian qua, anh đã lo lắng cho em. Em này khó khăn vậy bây giờ em đưa nó về tới Campuchia rồi. Dạ. Thì ngày mai á là em đưa nó đi về Việt Nam. Dạ. Cho nó được về tới Việt Nam là nó về tới quê nhà của nó vậy đó. Dạ, anh cố gắng anh giúp em ấy, mới giúp giúp thằng nhỏ đây cái nó tội quá Rồi giúp rồi, anh. bây giờ Dạ dạ nó dạ. đẹp rồi hết anh đi anh à. Dạ. Bây giờ nó giờ nó đẹp mà có cho em làm hoàn đẹp rồi không có gì nữa đâu, không Rồi, sao mà nó ok tới Việt đó, coi như là nó coi như nó an toàn là 90% rồi, anh. Dạ. Rồi, đâu ok lo gì anh. Vậy nữa. dạ, vậy là quá tốt rồi. Dạ. Rồi bây giờ nó đi công nó tới chỗ em là nó vậy là quá đẹp rồi, đâu còn gì nữa. Dạ, dạ. Nó Nó chỉ khổ. là em đến về Việt Nam nữa là nó là coi như nó chỉ tới tới nhà rồi. Dạ, nó khổ quá anh ơi, bởi vì thằng này nó khổ quá, nó tội lắm. Trời, tại hỏi ra nó cũng cùng quê với em thôi, nó cũng An Giang, À vậy hả? nó ở An Giang thì cùng quê. Dạ. Thì Dạ. thấy vậy thì cũng em út con cháu không à, thì mình tiếp được cái nào tiếp nó đi, Dạ nó là dạ. vậy. Dạ. Anh cố gắng anh ráng giúp 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 cho em ấy nhé. Rồi giúp đẹp rồi có gì đâu, giờ Dạ. này mà anh nhìn nó đẹp trai vậy coi như là anh khỏi có lo rồi đó, không nó còn gì nữa đâu đó. Đẹp Dạ. không, nó ở bên cạnh em là coi như là không còn cái gì để lo nữa rồi. Rồi, dạ, vậy là quá tốt rồi. Thôi Dạ. vậy anh gặp thằng em đi anh nói với nó đây ha. Rồi, ok anh, em cảm ơn anh. Dạ, ok anh. Anh chào Huy nhé. Dạ, em chào anh, chào. Bây giờ Huy có thể là Huy nói rõ là em họ tên là gì và em quê ở đâu? Em tên là Nguyễn Thanh Quy, sinh ngày 1 tháng 1 2K2, ở An Phú, An Giang. Em Nó có thể cũng em giới thiệu nhiều. em có thể giới thiệu là gia đình em được mấy anh em mà ba em tên là gì, mẹ em tên là gì? Dạ, ba em tên là Tuấn, mẹ em tên là Kiều. Em được mấy anh em? Ba anh em. Em là thứ mấy? Em Út. Em là Úc. Em có thể là nói rõ, mình có thể là mình phải nói thật, mình nói rõ là cái hoàn cảnh gia đình nhà em là có khá giả hay là thế nào? Khó khăn lắm anh ơi, Khó khăn lắm khó hả? khăn em đi qua sang nghe lời mấy bạn là ở trên Facebook của anh, rồi em đây nó kêu qua đây làm nhiều tiền lắm, là ứng dụng máy tính anh. Em muốn biết làm công việc gì mà như làm ví dụ máy tính là khoảng 1.000 đô anh, 500 đô 1.000. Rồi, cho anh hỏi thế này, vậy là em trước đây em xin việc trên Facebook là em xin lâu chưa, bao nhiêu năm rồi? Đến giờ phút này là em bao nhiêu năm rồi? 5 năm anh, 5 năm 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 luôn bốn năm hả? anh. Vậy là ngày xưa là ai là dụ em đi mà em đi mấy mấy người, có những ai em có biết không? Dạ em không biết rõ tên của người đó nên anh, em cũng không biết là quê quán ở đâu mà đi cấp 4 người anh. Đi 4 người hả? Đi đi mấy người, ngày xưa đi mấy người? 4 người anh. 4 người, bây giờ là những người kia về chưa? Em không biết rõ nữa anh, tại vì em qua đây là cỡ một tháng mấy là em đi rồi anh. Em bị bán rồi. Là em bị bán sang bên Thái Lan luôn. Em sang bên Campuchia là em đi là người ta dụ em sang làm việc máy tính đúng không? Dạ em sang là em đi làm giấy tờ passport là đầy đủ hết anh. Mình làm thủ tục đàng hoàng đúng không? Dạ mà nhưng mà trong cái nó giữ hết giấy tờ của em mà. Vậy là em làm ở bên Campuchia được bao nhiêu thời gian, có được đồng nào không? Dạ không anh. Không được đồng nào luôn. Là bao nhiêu tháng em sống ở Campuchia, em sống ở Campuchia bao nhiêu tháng? Khoảng là đâu nhớ không là
3 tháng 4 tháng vậy đó anh. Em ngồi lui về sau một xíu, em ngồi lui về sau một xíu. Em ngồi lui về sau một xíu đó, đúng rồi, Tổng lướt. tháng à? Rồi, lướt về sau, ngồi sau về xíu. Đó. Rồi ok rồi đó. Rồi đẹp à. Thế vậy là em làm ở bên Campuchia là 3 4 tháng là em làm công việc gì? Dạ em làm trên máy tính à, làm lừa gạt lừa đảo người Việt Nam mà sang qua đây nè, đúng năm người, đúng năm người thì nó cứ là cho ăn đầy đủ, có đúng năm người nó ra nó Nó có đánh không? đánh đập anh. Em có bị đánh không? Bản thân em có bị đánh không? Dạ có anh, thì đánh rất là nhiều, làm không luôn là làm không có đủ điều kiện của nó đánh nó chích điện à. Ôi, trích điện luôn hả? Những Rồi lúc sau đó mà em tới cửa khẩu là cửa khẩu cao tới biên giới Thái Lan, biên giới Thái Lan là kêu sang qua đổng ký hợp đồng giấy tờ là đầy đủ, qua bển là có lương, là dọn lương một cái một luôn, là dọn lương hết lương cho em. Sau đó thì em ở được 3 4 năm rồi sau đó em hỏi lại hỏi lại người ta là người ta nói là em không có gì lần nào nào âm thôi, âm có khoảng là một hồi lần á, thì nó như là âm 5.000 đô la. Vậy cho anh hỏi thế Dạ này, em âm 5.000 đô la mà em không biết cái gì. cho anh hỏi thế này, vậy là em bị người ta lừa dụ để em làm bắt bo để sang Campuchia làm việc máy tính, nhưng mà chính thức là chúng nó lừa đảo em. Dạ đúng rồi anh. Rồi xong em làm 3 4 tháng liền là bị đánh đập rất 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 nhiều vì chúng bắt em phải lừa đảo những người Việt Nam mình, đúng không? Rồi xong một thời gian sau nữa là chúng lừa em để sang sang Thái Lan, là bảo là sang lập hợp đồng lại để mục đích chính là trả em những số lương khác mà tới đây sang đó em sẽ có tiền, đúng không? Người ta lừa em như vậy, đúng không? Đúng rồi anh. Rồi Mà em lúc đó biết là em bị bán đâu anh. em có biết không? Lúc đó em chưa biết em bị bán, em nó chỉ là kêu ký vô hợp đồng thôi, nó ép em ký hợp đồng. Thế bản thân em có ký không? Em có ký mà nó ký là có lương anh, tất nhiên có lương là ký anh. Mình tưởng là ký như vậy là được có lương đúng không, nhưng mà thực sự là không phải Đúng rồi anh, không? Thế thực sự là cái đó là hợp đồng tháng sang anh. cái thời gian đấy là ba mẹ em có biết không, gia đình có biết không? Không ai biết chân anh ơi, Không ai biết luôn hả? em qua nói với mẹ, cho mẹ em đâu em đi em trốn anh. Em đi em trốn đi, gia đình không ai biết luôn. Dạ em thấy gia đình cực khổ quá, không có là không có cơm ăn mà này nọ, em mới ý định là đi qua đây làm kiếm tiền trở về mà chưa dắt tiện gì à. Vậy là em gia đình là vì gia đình nghèo khó không có cơm gạo ăn, cho nên em phải mục đích chính là em tưởng là sang đó là kiếm ăn được, làm được ra tiền để em gửi tiền về nhà, đúng không? Đúng rồi anh, Vậy là em cuối có cùng báo cho mẹ. em bị bán luôn. Dạ Cho anh hỏi thế này, vậy là trong cái thời gian em sống ở Thái Lan là em có nhớ là bao nhiêu năm không? dạ như chưa được tới 5 năm đâu anh, 4 năm rưỡi, 4 năm rưỡi 4 năm rưỡi là em sống tại đất Thái Lan. anh. Dạ Với lại cả Campuchia nó gọi là 5 năm rồi, đúng không? đúng không anh. Trong cái thời gian ở ở đất nước Thái Lan là người ta cho em làm cái công việc gì? Đi bán sữa, đi bán sữa ban đêm anh, bán sữa anh, Bán bán sữa ban đêm. sữa kia được. Bán sữa ban đêm là bán sữa gì? Em có thể nói rõ để cho mọi người biết rõ cái câu chuyện này. Vô gì đó, chữ vô gì gì đó em cũng biết nữa, tiếng Việt người ta gọi cái gì em cũng mới biết nữa, Sữa da ua đúng tiếng không? Thái sữa gì gì Yahoo Yaku hả? à. Dạ Em bán như vậy, thế cái thời gian đó em bán là em có được, người ta có trả tiền không, mà em có được ăn được uống đầy đủ không? dạ em bán được thì người ta cho ăn đầy đủ, mà em không bán được nó không cho ăn anh, Không nó cho ăn luôn. về nó bắt nó chói em rồi nó quýnh em anh. Chói luôn hả? Em có thường xuyên bị chói mới bị đánh đập không? Dạ lúc nào em bán được đó thì không có bị gì hết, vẫn có bình thường, uống nước bình thường, không có bị gì hết, không biết bán bị gì hết.
lúc em bắt không được thì nó đè nó quấn thôi, nó cho nó quấn thôi. Cái chỗ mà em làm việc Bây mà cái chỗ mà em làm việc mà bị người ta bắt em đi bán sữa như vậy là có bao nhiêu người hay chỉ duy nhất một mình em? như là em cũng không biết nữa anh ơi, tại vì người ta ở phòng chơi nó chân em có vợ tiền trạch anh, có mình em ở tiền trạch. Nhưng mà cái thời gian đó tại sao mà em không trốn đi? Dạ lúc đó em chưa có biết là em bị bán đâu anh. Rồi tới mà em hỏi là người ta là cái tiền lương của em ra sao thì người ta nói em á là âm âm không à, âm tới 5.000 đô anh. Dạ âm 5.000 đô mà em làm gì em âm. Rồi sau đó em nghĩ cách là cả tháng 2 tháng nay luôn, cả tháng 2 tháng luôn anh, là em trốn anh. Rồi, Nghĩ anh cách chưa hỏi cái câu chuyện anh chưa hỏi cái câu chuyện mà em trốn mới đây. Rồi, vậy là trong cái thời gian đó là em không có lương, nhưng mà người ta chỉ nuôi em ăn và bắt em đi bán sữa thôi đúng không? đúng rồi anh. Em bán sữa là một ngày em có biết là lợi nhuận là một ngày em kiếm lợi nhuận cho người ta bao nhiêu tiền em có biết không? Một ngày em bán là 50 bịch sữa, 50 bịch sữa là bịch bự bự ghi bịch bả trong ni lông á. Dạ ở trong đó nó có 13 14 hũ, 13 14 hũ anh. Dạ một bịch như vậy đó là ở trong một bịch một bao luôn ngang là 10 bọc, mà em bán tới 50 bọc như vậy mà bán tới năm tới 11 12 giờ kia xong rồi tới sáng. Bán sữa người ta bắt em là bán sữa từ 11 12 đêm đến gần sáng, đến sáng đúng không? Cũng như giờ này là bán bắt em bán được đến sáng đúng không? Vì bây giờ hiện nay ở Việt Nam mình cũng 11 giờ đêm rồi, cũng 11 giờ rồi. Còn 1 giờ 12 anh. Đúng rồi. Đó. Vậy là trong cái thời gian đó, nhưng mà tại sao mà em cái thời điểm đấy em có nghĩ mình như thế là khổ quá mà tại sao em không tìm đường, hay là em không hỏi người ta là lương của tôi đâu mà tại sao tôi lại âm không? Em có hỏi người ta không? Dạ chỉ tướng hợp đồng là em tin tưởng người ta rồi anh, em đâu suy nghĩ là người là bán em đâu. Em rất tin tưởng người ta là hợp đồng như vậy chứ em không nghĩ là người ta đang lừa, đang bán em đúng không? Đúng rồi anh. Vậy cho anh hỏi thế này, trong cái thời gian em sang Campuchia là ba mẹ không biết, nhưng đến thời điểm mà một sau, thời gian sau ấy là em sống ở bên đất nước Campuchia ở quên bên Thái Lan ấy, là em bị bán đó, là gia đình em hiện đến thời điểm trước đây là đã biết là em bị lừa bị bán chưa? Là biết rồi anh, Biết, nhưng mà bây giờ nghĩa ba là mẹ ba mấy bạn nghe em nó nói anh, nhưng mà em không biết ra sao. nhưng mà ba mẹ em liệu bây giờ có biết em còn sống hay đã chết rồi không? Dạ chưa biết anh. Bây giờ không biết là còn sống hay chết, bây giờ hiện nay ba mẹ cũng chỉ biết là mất tích thôi, không không có biết thông tin rõ Dạ ha. Vậy là em có biết được một tí thông tin là ba mẹ em đi tìm em không? không anh, Có nghĩa là hiện nay thì giữa giữa em và các cái này làm gì em biết mà, nhưng mà cũng cũng em cũng có gì có đó con nhỏ bạn nó biết được cái Facebook của em, nó nhắn tin với em là mày đi đâu cả 4 5 năm chờ mà ba mẹ mày kiếm hoài không gặp, chỉ nghe vậy thôi em. Rồi sau đó nó bắt được cái nó bắt được cái nó đập cái điện thoại bỏ luôn anh. Bắt đầu có đập bỏ cái điện thoại của em luôn. Dạ bắt được cái bỏ họ em luôn rồi, xong đó là em nghỉ chơi điện thoại đâu còn tới 2 tháng mấy. Rồi cái bạn em cũng không biết, em cũng không biết cái tên, em chưa kịp coi cái tên nó ra tên sao em cũng không biết nữa. Cho anh hỏi này. Hiện nay cộng đồng mạng có rất nhiều người thương em. Dạ Nhưng cũng có một vài người người ta đang nghi ngờ em là em phạm tội em mới bỏ trốn, chứ nếu không tại sao em không đến đại sứ quán để người ta giúp em, hoặc là em nhờ để người ta giúp em về về nước. Em nghĩ sao về điều này? nghĩ là chắc không, tại chủ quán nó không có lo cho anh ơi, chứ nó không có lo cho anh ơi, tại chủ quán là nó chỉ cần là người giấy tờ đầy đủ là sao sao đó mình nói thì mình nói ai đâu tin, mình nói tại chủ quán thì tại chủ quán thì nó chỉ là tin vào pháp luật tại vậy, chứ nó đâu có tin cái lời miệng mình nói Rồi nó đúng không. rồi cho anh Dạ nó khó quá, khó khăn đâu anh. rồi cho anh hỏi thế này,
Vậy là trong suốt quá trình như vậy ấy, là từ bên Campuchia em bị bán từ bên Campuchia sang Thái Lan, là cái thời điểm ấy, em thấy là mình bị lừa như vậy, em thấy là em bị đánh đập và trích điện như vậy, em thấy có khổ không, có tội không? Chắc cũng khổ anh, khổ gắng làm gì cho mẹ anh mà, nhưng mà em cũng biết nó bị gạt vậy đó. Em cũng không ngờ bị gạt như vậy. Dạ. Em có nghĩ là lúc khi bị đánh đập, giành hành hạ như vậy, em có nghĩ là có cơ hội, có khi nào một ngày nào đó em có cơ hội được trở về Việt Nam không? Em có nghĩ được như vậy không? Dạ không anh, Không, nó không lý tưởng luôn anh. có là mình nghĩ là hết 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 đường rồi đúng không? Có nghĩa là mình nghĩ là hết đường, không có cơ hội để trở về Việt Nam phải không? Rồi em nghe em coi trên mạng á là gặp anh với lại anh rồi sau đó mới gặp anh đó, rồi em thử nhắn tin thử khi giúp tôi được hay không. Lúc đó thì không, là lúc đó em đang trốn luôn Là đó, rồi nhắn tin thử anh nhất. cái hôm mà em quyết định mà em tính bỏ trốn là em liên hệ cho anh đúng không? Đúng anh. Rồi, sao mà anh trả lời, anh nói chuyện với em làm sao mà ví mà động lực gì để em bỏ trốn như vậy? Em nói chuyện anh hôm nay em có nhớ là anh nói chuyện với em những gì để em động lực em bỏ trốn không? Nói là cố gắng lên em, cố gắng lên rồi em đi lên về, em đi về tới em ra làm cách nào đó đi về, là đi về tới cửa khẩu Mộc Bài, đi bộ đi dãi cái đất Rồi, lên trên nước mà rồi em cũng. anh chưa hỏi cái đó, anh đang hỏi là cái hôm mà em đang bị nhốt, bị người ta giam giữ như vậy ấy, để bắt em đi bán sữa như vậy ấy, là em trốn ra bằng cách nào, mà lúc đó có ai canh gác em không? Dạ, em tính toán kỹ rồi em mới trốn anh. Vậy là hôm bữa em trốn là lúc mà em chạy đi xa không? Lúc vào rừng là xa chưa? Cách xa cái nhà đấy chưa? Dạ chưa anh. Cách gần thôi hả? Chưa, cách xa lắm. Lúc bây giờ Dạ, em chỉ có rất gần nghĩ, thôi. lúc bây Khoảng cái thời điểm bây giờ em trốn là em có nghĩ là mình tính toán kỹ rồi, nhưng mà bởi vì anh đã bàn với em rồi đúng không? đúng rồi. Anh bàn với em là bỏ trốn nó phải thật kỹ tính toán đúng không? Đúng không? Nhưng mà khi mà trốn mà em phát hiện là chúng nó đang đuổi theo, mà chúng nó đang truy tìm, lúc bây giờ em có sợ bị bắt lại không? Sợ. Sợ ha? Chúng bắt lại thì theo như em nghĩ là Bắt chúng lại mình sẽ chết luôn anh. theo như em nghĩ là theo như em nghĩ là chúng bắt lại thì chúng có đánh đập em không? Em nghĩ là chúng có đánh không? Anh giết em chết luôn anh. Giết chết luôn hả? Anh hỏi thế này, cái hôm mà bỏ trốn như vậy là lúc ấy em trong lòng em có sợ, mà em bị phát hiện như vậy em trong lòng em có sợ hãi không? Đã có anh, Sợ lắm không? rất là sợ luôn anh. Rất sợ. Thế là xong mà tiếp tục về em hướng dẫn cho anh, hướng dẫn cho em thế nào mà em chạy thế nào mà em đi thế nào, em có thể em tả lại cho mọi người biết rõ cái câu chuyện này. Nó là phải đi núp cẩn thận và kiếm nhà dân nào núp vô, đừng có cho phát hiện, đừng có cho phát hiện đâu được, để anh kiếm được anh giúp mày. Hôm bây giờ anh tư vấn cho em như vậy là em có tin tưởng là anh giúp được em không? Dạ em tin tưởng anh, em mới chạy trốn đó. Rồi bây giờ cho anh hỏi thế này, trong cái quá trình chạy trốn này em bị bắt mấy lần mà em đã thực hiện là mình làm ảo thuật á, mình như kiểu mình làm diễn viên á, anh đã tả mà em là em phải cắt hết quần áo ra để mình đóng giả một người ăn xin ăn mày đúng không? Đúng anh. Em cũng thực hiện đúng như thế đúng không? Đúng anh. Rồi thế em đi thế nào mà bị cảnh sát Thái Lan bắt? Dạ em đi khoảng khoảng tầm từ 8 9 ngày gì đó. Rồi gần tới biên giới, sát biên giới Campuchia luôn anh, là bên nước Thái Lan ở đây là Campuchia, là mình chấp bên chấp một bên luôn. Là em nghĩ là khi sát đi tới tối là đi qua ảnh luôn rồi, nó không ai biết, không ai nghe, không ai thấy. Ai là bị dính luôn, là bị bắt luôn, là đem về trả lại. Bắt Đó, nè. đem về trả lại rồi sau đó rồi kêu qua là đi lên tòa chủ quán là đòi đi về, chắc được đi về đó anh, cũng khoảng là cỡ là 10 mấy năm mới được về, chưa về nước Việt Nam, rồi sau đó em mới gọi cho anh
là anh ơi, hiện tại giờ em đang bị bắt, là nó đưa em về tới Tò Mò, là về tới sứ quán hoài á, phải không, sứ quán ai là cái gì đó, sứ quán gì đó anh, Thái Lan hả? rồi đó em không biết, em không, dạ, rồi sau đó em suy nghĩ là em trốn đi qua tới bên Lào, anh có thể giúp em được không? Em đi bộ qua, anh nói là vậy là càng tốt nữa, việc cái trốn được thì cứ trốn được thì đi đi qua Lào đi qua biên giới Lào đi, rồi ở đạm cái chùa nào và anh qua anh rước, nhưng mà dòng sông Mekong nó bự quá em không dám đi, cho nên là nhà anh cứ kiếm đường nào giúp em, rồi anh kiếm được là anh chú Liêm, là kêu liên hệ với chú Liêm và đi về Bangkok. Rồi kêu em á là đi qua dòng sông Mekong mà em không dám lội qua, rồi anh bằng cách nào đó anh liên lạc với chú Liêm, là kêu chú Liêm giúp đỡ em, là cho em đi về ở Bangkok, đi về Việt Nam. Chú Liêm cũng gửi tài khoản, cũng gửi qua được như là 500 bạc. Đi tàu, là anh là anh Liêm là người trực tiếp gửi cho em 500 tiền bạc và mua vé cho em đúng không? Đúng rồi anh. Rồi để cho em quay lại ngược lại về Bangkok phải không? Đúng rồi anh. Em thấy anh Liêm là con người như vậy là đã tốt chưa? Dạ rất là tốt anh. Rồi ok. Em rất là cảm ơn anh Liêm, với lại là anh hiệp sĩ, với lại anh Công Trần. Rồi. Cảm ơn các anh nhiều. Rồi hiện nay ấy, hiện nay thì anh trực tiếp anh là người đã nhờ anh Liêm và anh Liêm đã giúp em đến giờ phút này đúng không? Dạ. Dạ. Đến giờ phút này là gọi là phút thứ 80 rồi, gần tới phút 90 rồi. Bây giờ em cũng đi cũng quãng đường rất xa rồi, đúng không? Hiện nay trong lòng em thấy là trong lòng có hồi hộp không? Rất là hồi hộp về Việt Nam, với lại là cảm động lắm anh. Cảm động lắm ha. Bởi vì cộng đồng mạng hiện nay rất nhiều người thương em. Dạ. Em có biết điều đó không? Dạ, em biết. Biết ha. Em trước hết là bây giờ em chưa về Việt Nam, nhưng em có lời nào muốn cảm ơn tất cả các cô chú, anh chị, các bà ở trên cộng đồng mạng, và cũng cảm ơn tất cả các mạnh thường quân ở trong và ngoài nước đã hỗ trợ giúp em để em có tiền về không? Dạ em cảm ơn. Em rất là cảm ơn các anh chị xã hội mang trong và ngoài nước. Rất là cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em suốt thời gian qua, đã lo lắng cho em. Rất là cảm ơn. Em đi trong vòng cả 5 năm trời như vậy, hiện nay em có nhớ nhà và nhớ quê hương, nhớ cha mẹ hoặc nhớ những người thân của mình không? Dạ nhớ anh, rất là nhớ anh. Rất nhớ ha. Em có lời nào muốn cảnh báo tất cả các bạn trẻ không xin việc trên online, không xin việc trên Facebook, trên mạng xã hội không? Dạ muốn anh. Em có lời nào em chia sẻ thẳng thắn? Đừng cho dính vào cái bánh xe của em anh. Tôi rất là khổ. Với lại là nếu mà không nhờ các anh, chắc hôm nay chắc em không có như ngày hôm nay và đứng ở đây nói chuyện với anh. Rồi. Em trong cái quá em trình cũng, em cũng khuyên là mọi người, tất cả trên ngoài nước, là đừng có nghe lời người ta và đừng đi làm ở trên mạng gì đó, người ta sẽ lừa gạt và các cái này sẽ khổ. Cùng khi là sẽ không cách nào về được. Rồi thì bây giờ anh cũng chúc em một vài ngày tới cố gắng giữ gìn sức khỏe và cố gắng liên hệ cho anh. Nếu có điều gì khó khăn thì liên hệ cho anh hoặc liên hệ cho anh Liêm nhé. Rồi khi nào gần về gần tới cửa khẩu Việt Nam mình thì em liên hệ em báo cho anh nhé. Khi nào còn cách xa mà khoảng một vài trăm cây số thì em báo cho anh để anh tổ chức, anh bố trí anh em để đưa em về nhé. Dạ, còn khi nào mà về là phải buộc lòng em phải về Bình Dương đã, về Bình Dương chỗ tụi anh làm việc nhá. Dạ. Xong đoạn sau xong xuôi đâu đấy để trò chuyện rồi là chia sẻ trên cộng đồng mạng và cảm ơn tất cả mọi người.
rồi sau đó anh sẽ bắt xe cho em về quê hương của em. Dạ. Ok chưa? À, cảm ơn anh nhiều nghe anh Công Trần. Rồi, ok Dạ em. cảm ơn. Ừ. Vậy nhá, ngủ đi nhá. Rồi ngủ đi, nửa đêm gần sáng đi Ngủ tiếp ngon, nha. ngủ ngon nha. Ừ, rồi ok em, Chúc bye ngủ em. ngon. Ừ.